Bà Nhân Vlog khoe mua nhà mới khu đất địa nhất Sài Gòn, nhưng tuyên bố không định cư tại Việt Nam vì lý do này. Chi số tiền khủng để tậu căn hộ cao cấp ngay trung tâm Sài Gòn, nhưng vợ chồng Đức Nhân lại không có ý định muốn định cư lâu dài ở Việt Nam. Mới đây, bà Nhân Vlog đã lên tiếng nói rõ về vấn đề này. Sau khi âm thầm về Việt Nam thực hiện phẫu thuật thắt ống dẫn trứng chuẩn bị cho việc cấy phôi thai, Đức Nhân, bà Nhân Vlog hiện tại đã hồi phục sức khỏe và trở lại công việc quay video. Mới đây, nữ YouTuber vừa khoe với khán giả căn hộ cao cấp được chồng Teru gom tiền mua tặng. Theo chia sẻ, nhà mới của vợ chồng Đức Nhân tọa lạc ở quận 4 ngay trung tâm Sài Gòn, view toàn thành phố siêu thoáng đãng. Căn hộ này rộng gần 100 m² và đã được cặp đôi đầu tư thiết kế lại theo đúng sở thích cá nhân. Trước thắc mắc của khán giả vì sao đã có nhà ở Nhật Bản lại mua thêm nhà tiền tỷ ở Việt Nam, Đức Nhân ngay lập tức giải thích, không phải vợ chồng Nhân mua nhà ở Việt Nam và có ý định ở luôn tại Việt Nam đâu ạ. Tại anh Teru lo Nhân có bầu có bé lại lo toan đến vấn đề nơi ở tại Việt Nam, nên anh đã quyết định mua nhà tại Việt Nam để Nhân có động lực và cũng như không còn suy nghĩ về vấn đề gì ngoài đẻ Teru con. Đặc biệt số tiền mua nhà này được ông xã Đức Nhân tích cóp thời gian dài, không vay ngân hàng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nữ YouTuber cũng tâm sự sau khi trở về Việt Nam tìm con, hiện tại bản thân cô đang là lao động chính nuôi mẹ và gia đình chị gái. Mỗi tháng cô phải chi ra 25 triệu đồng lo toan cho mọi thành viên trong nhà. Tuy nhiên, Đức Nhân khẳng định kinh tế bây giờ vẫn ổn áp, thậm chí cô nàng còn tiền để làm từ thiện, chứng tỏ tài sản cũng không phải dạng vừa. Bật mí về chuyện có con, Đức Nhân cho hay hiện tại vẫn chưa có em bé, sức khỏe cô đang dần hồi phục sau ca phẫu thuật gần đây. Việc mua nhà mới tại Việt Nam sẽ giúp cô nàng có nơi trú ngụ thoải mái trong khoảng thời gian bầu bí lẫn ở cử sau này sau khi sinh con. Bà Nhân Vlog tên thật Lê Thị Đức Nhân, sinh năm 1995, là một trong những nàng dâu ở Nhật nhận được sự chú ý của mọi người khi làm YouTuber, chia sẻ về cuộc sống xa xứ, clip ăn uống. Trong mỗi video của cô thường có sự đồng hành của ông xã hơn 17 tuổi, tên Yamasaki Teruhito. Hiện tại, hai vợ chồng đang sinh sống và làm việc tại Osaka, Nhật Bản. Tính đến hiện tại, kênh Bà Nhân Vlog sở hữu 744.000 lượt đăng ký trên YouTube và gần 5 triệu follow trên TikTok, phần nào chứng minh sức hút khủng của cặp vợ chồng này trên mạng xã hội. Với lượng người theo dõi khá khẩm, cô từng tiết lộ thu nhập trung bình mỗi tháng kiếm được từ hai nền tảng mạng xã hội YouTube và TikTok dao động từ 100 đến 200 triệu đồng. Được biết, Bà Nhân Vlog chia sẻ trước đây cuộc sống của cô không mấy khá giả, nhưng nhờ làm YouTube mà ngày càng đổi đời. Với thu nhập ổn định, bà Nhân từng đáp trả dư luận khi bị nhận xét ăn bám chồng giàu bằng cách chia luôn 3 tỷ để cọc miếng đất. Chưa kể trước đó, cô cũng đã mua tặng mẹ căn nhà với giá 2,7 tỷ, chưa tính tiền sửa sang khiến nhiều người trầm trồ. Bên cạnh đó, trong các video của mình, Bà Nhân Vlog tiết lộ ông xã Teru từng là kỹ sư ở hãng xe ô tô có tiếng. Vì vậy, thu nhập của ông xã cũng không phải dạng vừa, cũng lên tới mấy trăm triệu một tháng nên luôn sẵn sàng đầu tư chi mạnh tay để chiều vợ. Tuy nhiên, vì muốn đồng hành cùng vợ trong hành trình tìm con tại Việt Nam nên vừa qua, chồng Bà Nhân Vlog đã đưa quyết định thôi việc khiến ai nấy đều bất ngờ và trân trọng tình cảm của anh dành cho vợ mình. Trước đó, vào tháng 6 năm 2022, người đàn ông này đã bay từ Nhật về Việt Nam tặng nóc nhà chiếc nhẫn kim cương trị giá 700 triệu đồng. Hơn nữa, chồng Bà Nhân Vlog từng chi 200 triệu để vợ chỉnh sửa nhan sắc. Chứng kiến Đức Nhân được chồng yêu chiều, nhiều chị em bày tỏ gà to cực mạnh. Tuy nhiên, cũng xuất hiện ý kiến cho rằng Đức Nhân lấy chồng vì tiền. Thế nhưng, bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán không hay, cả hai vẫn bên nhau cực hạnh phúc.